Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách xác định cực âm và cực dương của cái loa đối với những cái loa nó bị mất dấu nha. Đây là cái loa của mình này, nó bị mất dấu rồi các bạn. Cái việc mà xác định đúng cực cộng trừ của loa nó rất là quan trọng nha các bạn. Nếu mà chúng ta đấu sai á thì cái loa rất là dễ cháy. Thứ hai là cái tiếng nhạc nó không có hay. Thứ ba là nó giảm công suất của cái loa. Thứ tư nó tăng cái mức quá tải cho cái âm ly, làm cho âm ly cũng dễ bị cháy luôn. Đó. Đối với những cái loa nó bị mất dấu như thế này thì mình phải xác định chính xác cộng trừ để mà đấu cho nó. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Để xác định thì mình chỉ cần dùng một hai sợi dây khác màu nhau và một cục pin 1.5V. Rồi. Các bạn cứ đấu vào bình thường nha. Các bạn đang xem video thì nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi cái video mới tiếp theo của mình nhé. Nếu không nó sẽ bị bỏ lỡ. Mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình biết và nó có thể hữu ích cho các bạn. Đây, sau khi mình đấu xong á, hai đầu dây này, các bạn chập thử nha, dùng cái pin 1.5V. À, nghe tiếng đúng không? Rồi, bạn coi phía trước nó thế này. Cái lò trên này mình tháo ra rồi. Tháo ra để và xé bỏ luôn. Tháo ra xé bỏ luôn. Có mục đích hết đấy. Xíu nữa các bạn thấy nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ dùng cục pin này nè và cặp dây này. Mình chạm thử. Nếu như trường hợp cái đầu dây này mà là dây cộng á thì cái loa nó sẽ đẩy ra ngoài. Và nếu đây là cực âm á thì cái loa nó sẽ hút vào trong. Nha các bạn, để thử nha. Mình đây là cực dương nè. Mình chạm vào nè. Nếu loa đẩy vào thì đó đúng cục nha, cực nha. Nó đang hút vào. Nó hút vào nhé. Quay sát lại các bạn thấy nè. Đây. Hút vào nha. Rồi. Như vậy cái này là đang âm đấy. Mình đỡ ngược lại này. Loa nó sẽ đẩy ra này. Các bạn để vậy rất là khó thấy nhé. Mình biết là khó thấy cho nên mình mới tháo cái loa trên ra và xé cái màng đi, xé bỏ màng đi nhé, làm cho các bạn dễ thấy hơn thôi. Đây, trên cái loa mình có hàn vô này, nó sẽ có dây cái hiệu trừ và cộng này. Bây giờ mình sẽ để cái dây phía trừ vào dây cực âm của cái pin này. Rồi các bạn xem nhé. Nếu đúng cộng này, cộng với cộng này thì cái loa nó sẽ đẩy lên nhá, màng loa sẽ đẩy lên. Nè. Đấy, thấy chưa các bạn? Loa sẽ đẩy lên. Rồi, nếu mà mình đấu ngược này, cực cộng của cái loa mà đấu vô cực âm của pin này thì cái loa sẽ hút vào, màng loa sẽ hút vào nhá. Nè. Đấy, các bạn thấy nó hút vào. Đấy. Đó. Cho nên bằng cái cách này các bạn sẽ xác định chính xác cực cộng trừ của cái loa. Và khi mình làm, mình quay qua video thì các bạn khó thấy, nhưng mà các bạn làm thực tế thì sẽ thấy rất là dễ. Đấy. Lưu ý nhớ nhé, đúng cộng trừ thì màng loa nó sẽ đẩy ra và sai cộng trừ thì màng loa nó sẽ hút vào nhé các bạn. Đấy. Sau khi các bạn mà xác định chính xác rồi thì các bạn hãy đánh dấu lên và không bao giờ bị sai nữa. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ nhé và nhấn đăng ký để ủng hộ mình, đồng thời là nhận được video thông báo mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.